Hello, mở Thú Y xin chào tất cả các con nhá. Noel rồi, các con ơi, chúng ta vào học livestream với cùng mở Thú Y thôi nào. Tất cả các con ơi, chúng ta share bài giúp mợ thú y nhá, share bài giúp mợ thú y nhá. Hôm nay buổi livestream ngày hôm nay thực sự rất là đặc biệt, bởi vì là tối ngày mai chính là tối Noel và tối nay là tối tiền Noel, vì vậy nên là chúng ta học thôi nào. Để tối mai con đi chơi đúng không nào? Con đứa nào đi chơi cùng người gấu không? Mợ chào Trần Lợi này, mợ chào Hồng Tươi, chào Huỳnh Quốc Trung, chào Ngân Quách, lại là con đây. Xin chào con, chào Huỳnh Quốc Trung nhá. Ok, chào Huỳnh Quốc Trung. Con đã lên fan cứng. Huỳnh Quốc Trung lên fan cứng rồi. Ok, mợ có bờ đẹp quá. Chú Tuần Lộc đúng không? Chú Tuần Lộc. Share bài giúp mợ nha, share bài giúp mợ nha. Chào Nguyễn Thị Trà My, chào con. Share bài giúp mợ nha, share bài giúp mợ nha các con nha. Share bài giúp mợ nha, đợi mợ 1 đến 2 phút nữa để mợ share bài vào các nhóm và mợ share lên trang cá nhân của mợ. Sau đó thì chúng ta bắt đầu học nhá. Trên đây là đề mà mợ đã chữa hôm thứ hai và hôm nay mợ xin phép là được chữa nốt ba câu còn lại. Hôm nay chúng ta chữa nốt câu này rồi mới nghỉ nha các con nhá. Chúng ta chữa nốt ba câu rồi chúng ta mới nghỉ. Vì vậy nên là những bạn nào mà chưa làm đề hôm thứ hai thì con bắt đầu lấy giấy bút ra và chúng ta làm bài luôn. Ok nhá, chúng ta làm bài luôn đi. Sau đó comment kết quả cho mợ, được chưa nào? Đấy. Rồi, ok. Chia sẻ thật nhiều giúp mợ nha, bởi vì có rất nhiều bạn là mợ cute thế. Cảm ơn Nguyễn Tuấn nhá. Đấy. Có rất nhiều bạn không nhận được cái thông báo về lượt livestream, vì vậy nên là các con chia sẻ giúp mợ cho tất cả các bạn biết nhá. Hiền Đặng, hôm nay con mở clip hình đi mợ, con yếu phần này. Ok, hôm nay có cả hình này con. Hiền Đặng, hôm nay là ôn tập cả chương 1 lẫn chương 2 hình luôn nhá. Chia sẻ này, chia sẻ lên tin này, chia sẻ vào nhóm này, các nhóm 2K6 giúp mợ nha. Hôm nay xem là chúng ta có đạt được kỷ lục không nha. Share giúp mợ nha, share giúp mợ nha. Rồi ok. Rồi mợ cảm ơn Hồng Tươi. Chào Hoa Hồng, chào con. Chia sẻ mạnh lên các cậu. Đấy, Huỳnh Quốc Trung chia sẻ mạnh mẽ và mợ đã nhớ tên Huỳnh Quốc Trung này. Đấy, fan cứng luôn, fan cứng cộng 1 luôn. Chưa, chia sẻ thật thật nhiều giúp mợ nha. Đấy. Rồi ok, mợ sẽ chữa khi mợ nhận được một kết quả đầu tiên của bài số 3. Vì vậy nên các con làm bài đi và comment cho mợ nhá. Nguyễn Tuấn là chứng minh tam giác vuông theo định lý Pythagore đảo. À, Nguyễn Tuấn là đã làm bài 4 rồi đấy. Bài 3 Nguyễn Tuấn ơi, mợ bắt đầu chữa từ bài 3 nhá. Nguyễn Tuấn cho mợ đáp án của bài 3 nhá. Chia sẻ thật nhiều giúp mợ nào để cho mắt xem lên cao nhá. Rồi ok, mợ ơi con không biết cách vẽ và tư duy hình. Đó, như vậy thì xem livestream của mợ thật nhiều và bởi vì là không chỉ mợ mợ không chỉ chữa về phần trình bày mà mợ còn dạy cho các con cách tư duy nữa. Tư duy theo sơ đồ ngược này, tư duy từ đề bài chúng ta suy ra những cái gì, được chưa nào? Đúng rồi, hình thì khó hiểu, vì vậy nên là phải học thật nhiều, ôn thật nhiều về hình thì chúng ta mới làm bài thật là tự tin được.
Ok, Nguyễn Thị Trà My đã ra đáp án rồi. Nguyễn Thị Trà My là người đã chia sẻ và Mợ đã nhìn thấy cái phần chữ bên trên đã ghi chú rằng là Nguyễn Thị Trà My đã chia sẻ. Mợ cảm ơn Ngọc Ngọc nhá. Rồi, ok, Trần Lợi cho Mợ đáp án rồi. Tất cả các con đều cho Mợ đáp án rồi, vì vậy nên là bây giờ Mợ sẽ chữa bài luôn. Chữa luôn nha. Ok, comment thật nhiều vào nào. Bài số 3 của chúng ta cho hàm số. Đây là một bài toán liên quan đến chương 2 của phần toán đại, đúng không? Liên quan đến chương 2 của phần toán đại. Về hàm số, câu đầu tiên người ta cho mình hàm số y bằng m trừ 3. Chắc là hơi ồn tí, mà cho nhạc bé chút. Chúng ta vào học rồi nên là chúng ta tắt nhạc nhá. Ok, các con lưu ý là bài số 3, người ta cho mình một hàm số và ý đầu tiên người ta muốn mình làm gì? Xác định m để hàm số nghịch biến. À, chúng ta bắt được cái keyword. Keyword của chúng ta đó là nghịch biến, đúng không nào? Keyword là nghịch biến. Ok, vậy dựa vào cái keyword này thì chúng ta cần điều kiện gì nào? Liên quan đến m, để một hàm số nghịch biến thì làm sao? Thì làm sao nhỉ? Đúng rồi, để hàm số nghịch biến thì a phải nhỏ hơn không? Như vậy, ở đây chúng ta sẽ có là m trừ 3 chính là hệ số a nhá. Chúng ta có hàm số là y bằng ax cộng b. Được chưa? Là hàm bậc nhất. Đúng không nào? Thì a khác không, và để cho hàm nghịch biến thì a phải nhỏ hơn không? Và a của chúng ta là chính là hệ số của x, được chưa nào? Hệ số của x phải nhỏ hơn không? Tức là chúng ta có m trừ 3 nhỏ hơn không, và đáp án câu A chính là m nhỏ hơn 3 các con nhá. Được chưa? M nhỏ hơn 3 nhá. Đấy, mà cảm ơn Nguyễn Tuấn rất là nhiều nhá. Nguyễn Tuấn chia sẻ thật nhiều giúp Mợ để trở thành fan cứng nhá, bởi vì Nguyễn Tuấn là một bạn rất tích cực trong các livestream của Mợ. Đó, cảm ơn con. Chào Vũ Hanh, ok, Erazel đều là fan cứng của Mợ hết rồi. Ok, ý B nào, ý B. À, vẽ đồ thị hàm số khi m bằng 4. Tức là bước 1 chúng ta phải thay m vào hàm số đã, đúng không nào? Ý B. Bài 3 ý B. Bước 1, với m bằng 4 thì ta có hàm số. Chúng ta trình bày luôn. Đây, Mợ nói đến đâu mình chỉ Mợ trình bày luôn này. Với m bằng 4 ta có hàm số. Đấy, và chúng ta phải vẽ cái hàm số mà chúng ta có được như thế này. Thay m 4 vào đây chúng ta sẽ có là 4 trừ 3 nhân với x, đúng không? 4 trừ 3 thì bằng 1. 1 nhân x thì chính là x. Như vậy chúng ta có hàm số là y bằng 4 trừ 3 này, thay vào này, nhân với x này, cộng với 2. Và tương đương là chúng ta có hàm số y bằng x cộng 2. Đấy. Và chúng ta phải vẽ cái hàm số này. Được chưa nào? Để vẽ hàm số thì chúng ta làm các bước nào đây? Đây, bước thứ hai, vẽ hàm số. Đồ thị nhá, đồ thị hàm số. Y bằng x cộng 2. Đấy. Trước khi vẽ thì các con phải cho Mợ được ít nhất là hai điểm nằm trên cái đường thẳng y bằng x cộng 2 này. Đấy, ui dồi ôi, Huỳnh Quốc Trung ơi. Trời ơi, úi mình làm sai rồi, có chết thôi. Cẩn thận nha, thật là cẩn thận đối với các bài tập dễ nhưng mà không ngon ăn tí nào đâu. Nhớ chưa? Đấy, để vẽ được đồ thị hàm số thì Mợ, đây, Mợ có cái bảng như sau. Mợ cho x để Mợ tìm y, sao cho Mợ có được ít nhất hai điểm nằm trên đường thẳng này. Thế sao nhé, các con nhìn nhá. Đấy, Mợ kẻ cái bảng như thế này này. Rồi, ở đây Mợ có x, ở đây có y và ở dưới này là điểm. Được chưa? Nếu như Mợ cho x bằng 0 thì y của Mợ sẽ bằng bằng 2, đúng không? Đấy, chính xác rồi, và vậy Mợ có điểm A. A có tọa độ là 0, 2. Bây giờ Mợ cho y bằng 0. Được chưa? Cho y bằng 0 thì chúng ta thay 0 vào đây. Chúng ta tìm được x. 0 thì bằng x cộng 2. Như vậy x của chúng ta bằng trừ 2. Đấy. Nếu x bằng trừ 2 thì y sẽ bằng 0. Và chúng ta có điểm B. B có tọa độ là âm 2, 0. Được chưa? Sau đó chúng ta vẽ cho Mợ. Sau đó chúng ta vẽ cho Mợ cái trục, hệ trục tọa độ OXY vào đây. OXY. Được chưa nào? Đấy, và chúng ta xác định hai điểm A và B, và sau đó chúng ta sẽ
Yeah. Và chúng ta sẽ nối hai điểm này lại thì chúng ta được đồ thị hàm số y bằng x cộng 2 nhá. Rồi ok, mở xét điểm A trước này. A có đồ loại là 0, 2. 0 là x, 2 là y. Đấy. 0 là x ở đây và 2 y ở trên này. Như vậy đây. Đây chính là điểm A. Được chưa? B có tọa độ là âm 2, 0. Âm 2 bằng x, tức là âm 2 nằm trên trục x đấy. Đây là âm 1. Đây là âm 2. Được chưa? Như vậy đây chính là điểm B của mợ. Và bây giờ mợ nối A và B lại thì đây mợ được hàm số là y bằng x cộng 2. Đấy, được chưa? Như vậy là mợ đã có đồ thị hàm số y bằng x cộng 2. Đồ thị hàm số với x bằng với m bằng 4 nhá các con nhá. Ok, lưu ý là như vậy. Rồi ok, không biết là bao nhiêu mắt xem rồi nhở? Nếu như mà đạt kỷ lục thì các con cho mợ chụp lại màn hình giúp mợ nhá, chụp lại màn hình giúp mợ nhá. Rồi ok. Bây giờ đến C nào. Ý C với m bằng 4 thì tọa độ giao điểm M của hai đường thẳng D1 và D2. Đây, đường thẳng D1 là cái đường thẳng bên trên. Đường thẳng D1 đây. Đấy, và các con thay m bằng 4 vào đây thì chúng ta có D1 là y bằng x cộng 2 đúng không? D2 là y bằng 2x trừ 3 và chúng ta phải tìm tọa độ giao điểm của hai bọn nó, đúng không nào? Chúng ta lý luận thôi, đúng không nào? Đấy, comment cho mợ nhá. Xem là cái tọa độ này Vũ Hạnh đã có rồi đây, Vũ Hạnh đã có rồi. Ta có ba câu 3C. Chưa nào? Lưu ý chúng ta trình bày như sau nhá. Với m bằng 4 thì D1 thì đấy, chúng ta ghi D1 vào đây. D1 sẽ có hàm số là y bằng x cộng 2. Lúc nãy chúng ta thay m bằng 4 vào rồi thì cái này không nói nữa nhá. Cái này chúng ta giải thích được rồi nhá. Bây giờ đang có hai luồng ý kiến kìa. Hai luồng ý kiến về điểm M khác nhau. Vì vậy nên là các con comment thật nhiều và tính toán thật cẩn thận giúp mợ nha. Chúng ta sau khi làm đề thì cũng có thể xác định được là mình được bao nhiêu điểm khi thi học kỳ 1. Luyện thật nhiều thì điểm càng cao. Mợ tin chắc là rằng là nó là như vậy nhá. Đấy, Ngân Quách này, Trà My này, Huỳnh Văn này, Trần Lợi này. Đấy, là rất nhiều bạn có đáp án rồi. Chúng ta có D2, mợ ghi lại xuống bên dưới là y bằng 2x trừ 3. Đấy. Rồi ok, bây giờ chúng ta làm gì? Xét. Xét gì? Xét phương trình hoành độ giao điểm. Không biết là có bao nhiêu bạn biết về phương trình này rồi. Phương trình hoành độ giao điểm. Nó như sau nhá. Để có được phương trình hoành độ giao điểm, tức là chúng ta che cái phần tung độ đi. Chúng ta cho cái anh này bằng anh này này. Mợ sẽ cho x cộng 2 bằng 2x trừ 3. Đó, thì chúng ta sẽ được phương trình hoành độ giao điểm. X cộng 2 bằng 2x trừ 3. Ok chưa? Đấy. Và bây giờ chúng ta chỉ cần tìm x thôi. Tìm ra đường nghiệm của phương trình này thì đó chính là hoành độ giao điểm M. Và được chưa? Đấy, thì các con thay vào chúng ta có x bằng bao nhiêu đây? Chuyển x sang vế này thì chúng ta sẽ có là 2x trừ x đúng không? Chuyển âm 3 sang vế trái thì chúng ta sẽ có là 2 cộng với 3. Đấy, bằng này. Và chúng ta có là gì? Đây, 5 sẽ bằng x. À, như vậy hoành độ giao điểm của chúng ta là x bằng 5, hoành độ giao điểm là 5. Đấy. Ok, tiếp tục nhá. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có gì? Thay thay x bằng 5 vào đây, vào hàm số y bằng x cộng 2, ta có y sẽ bằng 5 cộng 2 là bằng 7. Đấy. Vậy tọa độ giao điểm M là 5 7 và mợ xin chúc mừng tất cả các bạn có đáp án là 5 7. Và để làm được bài này thì các con trình bày y hệt như thế này cho mợ nhá. Trình bày như thế này thì các con sẽ được điểm tuyệt đối, được chưa nào? Đó. Có xét phương trình hoành độ để suy ra được hoành độ của giao điểm này. Đây là hoành độ của giao điểm M luôn. Đấy. Và sau đó chúng ta thay hoành độ vào bất kỳ một trong hai hàm số này thì chúng ta sẽ ra được tung độ của giao điểm. Được chưa? Ok nhá. Rồi.
Nếu như mà các con kết luận là x bằng 5 và y bằng 7 thì đó vẫn chưa phải là cái đáp án cuối cùng. Chúng ta bắt buộc phải kết luận cho m được tọa độ giao điểm m. Hoặc không thì các con phải suy ra được m có m ngoặc 5.7 viết như thế này mới ăn điểm. Còn nếu như mà chỉ có comment là kết luận là x bằng 5 và y bằng 7 là chưa đúng đâu nhá. Cả lớp ok chưa? Đấy, được chưa? Cả lớp ok chưa nào? Được chưa? Rồi, ok. Ok nhá. Chúng ta chuyển bài, chúng ta chuyển sang bài số 4. Ok, Vũ Thị Vui, con có thể nhắn tin riêng với mợ nha. Và các con ơi, các con share, like, share thật nhiều và nhớ kết bạn với mợ để làm gì? Để được vào nhóm chat mợ thú y và đàn em, trời ơi. Mợ thú y và đàn em. Một cộng đồng học tập cùng với mợ thú y, được chưa nào? Một cộng đồng là học tập và làm việc cùng với mợ thú y luôn, được chưa nào? Vì vậy nên là share, like, share thật nhiều để mợ nhớ tên và comment thật nhiều để mợ nhớ tên. Sau đó thì từ từ cái nhớ tên đấy thì các con sẽ trở thành fan cứng và mợ sẽ add các con vào trong nhóm chat này này. Được chưa nào? Add vào trong nhóm chat, sau đó thì những tin nhắn của các con thì mợ sẽ đọc đầu tiên rồi. Bởi vì một ngày mợ có quá nhiều tin nhắn, vì vậy nên những bạn nào trở thành fan cứng thì mợ mới nhớ thôi. Được chưa nào? Vì vậy nên là hãy cố gắng để trở thành fan cứng, được chưa nào? À, để nhận sự ok rồi, để nhận sự chăm sóc đặc biệt của mợ thú y đó. Bây giờ đến câu 4 nhá. Câu 4, chào Hằng Hằng, chào con. Hằng Hằng đã chia sẻ này đấy rồi. Ok, bài số 4 đi. Cho tam giác ABC, AB bằng 6, AC bằng 4,5, BC bằng 7,5. Cái điều đầu tiên là chúng ta xét thử xem là cái tam giác này có phải tam giác vuông không, bằng Pythagore đảo nhá. Đây, chúng ta có thể sử dụng Pythagore đảo. Nhá, chúng ta thử xem là ở đây có anh này là to nhất này. Anh này to nhất, vì vậy nên là chúng ta thử xem là 6 bình cộng với 4,5 bình có bằng 7,5 bình phương không? Các con tìm cho mợ xem là có bằng không. Nếu như mà nó bằng rồi thì ok. Đấy, bằng chưa nhỉ? Comment cho mợ xem nào. Sử dụng định lý Pythagore đảo cho ý A nhé. Đề này khá là ok. Đề này khá là vừa sức với tất cả các bạn. Và chúng ta đều có thể đạt được điểm 8, điểm 9 đối với cái đề này. Nha. Rồi ok. Cùng mợ thử xem là 6 bình này cộng với 4,5 bình bằng bao nhiêu đây? Rồi ok, mợ thì căn cái anh này ra nhá. Hoặc là 56,25 có bằng 7,5 bình không? Hồi hộp quá. Yeah! Bằng rồi, như vậy thì tam giác này là tam giác vuông. Đấy, chính xác. Đó, chúng ta sử dụng định lý Pythagore đảo để làm được cái ý A. Ok nhá, được chưa? Rồi bây giờ thì mợ sẽ vẽ hình ra để chúng ta làm nốt ý B. Thực chất ý B thì người ta cũng đã thay cho để người ta hỏi rõ là góc B, góc C và đường cao AH. Thì người ta còn có thể hỏi mình bằng cách đó là giải tam giác ABC. Giải cho người ta cái tam giác ABC tức là sao? Tức là chúng ta phải tính ra tất cả các góc, tất cả các cạnh của tam giác ABC. Đấy. Rồi ok. Bây giờ tam giác vuông ABC của mợ như sau. Ý B cũng là một ý đơn giản. Do AB bình cộng AC bình bằng BC nên BC là cạnh huyền các con nhá. Đó, và tam giác này là tam giác vuông tại A. À, được chưa? Người ta nói là có đường cao AH này, vì vậy nên là cô kẻ đường cao AH. Được chưa? AB bằng 6 này, AC bằng 4,5, BC bằng 7,5. Tính góc B, góc C và tính cả AH, chúng ta có 3 yếu tố cần phải tính. Vậy ý tính góc B bằng cái gì nhỉ? Câu B áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông. Rồi ok. Đối với góc B nhá thì các con tính cho mợ sử dụng bất kỳ hệ thức lượng nào, bất kỳ cái tỷ số lượng giác nào đều ok hết, được chưa nào? Bởi vì tại sao? Bởi vì ba cạnh của chúng ta biết rồi, chúng ta muốn sử dụng tỷ số lượng giác nào đều ok hết. Ở đây mợ sẽ chọn cái anh đầu tiên dễ nhất đi. Mợ chọn sin góc B. Lưu ý là khi mà chúng ta viết sin thì trên cái chỗ góc này sẽ không có ký hiệu góc đâu nhá. Sẽ không có ký hiệu góc ở đây đâu, các con lưu ý nhá. Đấy. Sin góc B bằng bằng đối trên
tối trên huyền. Được chưa nào? Ghi lại, cứ ghi hẳn như này ra. Và đối với góc B thì chính là cạnh AC. Huyền thì chính là BC. Và nó bằng bao nhiêu? 4,5 trên 7,5. Bằng bao nhiêu đây? Không biết bằng bao nhiêu đây? Các con có thể comment cho mợ là đúng rồi, dùng sin với cos hay tan với cotang đều được hết các con nhá. 4,5 chia cho 7,5, kết quả là bằng 3 phần 5. 3 phần 5, được chưa nào? Và từ sin B như thế này thì các con ấn tổ hợp phím như sau để tìm ra được góc B nhá. Các con ấn như sau nhá. Đây, chúng ta ấn như sau này. Shift sin và viết cho cô 3 phần 5 vào đây. Thì chúng ta sẽ suy ra được góc B. Đấy, ấn bằng nhá. Chưa? Các con nhớ là khi mà chúng ta ấn bằng thì nó chưa hiện ra cái dấu độ đâu. Được chưa? Để nó đưa ra được cái độ và đơn vị độ là đơn vị của góc ấy thì chúng ta ấn thêm cho mợ cái phím này nữa, cái phím này này. Đấy, ấn vào phát ra ngay 36 độ 52 phút. Được chưa nào? Đấy. Xấp xỉ đi. Như vậy các con suy ra góc B. Xấp xỉ bằng 36 độ 52 phút. Được chưa nào? Đấy. Từ góc B chúng ta tìm ra góc C bằng cách như sau. Góc C thì bằng 90 độ bởi vì ta giác vuông mà. Nên góc C sẽ bằng 90 độ trừ góc B. Và chúng ta được bằng 90 độ trừ đi 36 độ 52 phút. Và chúng ta có kết quả là 90 trừ đi 36. Đây, để ấn được cái phép tính này nhá. Đấy, thì các con sẽ ấn như sau giúp mợ này. 90 độ 0 độ. Đấy, trừ đi 36 độ 52 độ thì nó sẽ ra đáp án chính xác luôn. Đó là 53 độ 8 phút. Được chưa nào? Để biết cách ấn chưa? Sau khi thế như thế này thì các con biết cách ấn chưa nào? Những bạn nào chưa biết cách ấn thì xem lại livestream này của mợ Thủy Y một lần nữa nhá các con nhá. Rồi ok. Sau khi mà biết được góc B, góc C thì các con tìm cho mợ góc cái cạnh A AH. Được chưa nào? Có rất nhiều cách để tìm ra được cạnh AH và mợ chọn cái cách đơn giản nhất để tìm ra được AH như sau. Mợ áp dụng hệ thức lượng. Áp dụng hệ thức lượng. Chúng ta có là dựa vào diện tích tính cách tính diện tích của tam giác vuông thì chúng ta có hệ thức lượng như sau. Đó là AH nhân với BC bằng AB nhân AC, đúng không nào? Đấy, và chúng ta áp dụng hệ thức lượng này thì chúng ta suy ra được AH sẽ bằng AB nhân AC chia cho BC, đúng không? Và bây giờ chúng ta chỉ việc thay số thôi bởi vì ba cái cạnh này đã có độ dài rồi nên chúng ta chỉ cần thay vào và tính thôi. Đấy, AB thì bằng 6 này. Hình của mợ vẽ thế này là chưa chuẩn lắm đâu, nhưng mà đó là cái hình minh họa thôi nên là không vấn đề gì nhá. Trong khi đi điền vào bài thi thì các con lưu ý là cái cạnh ngắn hơn này thì phải là với độ đo ngắn hơn. Tức là cái cạnh này thì phải là 4,5 và cạnh này mới là 6. Lưu ý là như vậy. Hình của mợ thì chưa chính xác lắm nhá. Đấy. AB bằng 6 nhân với AC là 4,5. Chia cho BC là 7,5 và kết quả của chúng ta là bằng bao nhiêu? 3,6 đúng không? Rất nhiều bạn ra 3,6 này. 6 nhân 4,5 trên 7,5. Cứ ấn hẳn ra bằng bao nhiêu đây? Yeah, exactly 3,6, rất chính xác. Và nhớ cho mợ là có đơn vị nhá. Được chưa? Tại vì đề bài có cho mình đơn vị. Đơn vị của chúng ta là cm, có cho mình đơn vị nên kết quả của mình cũng phải có đơn vị vào đó. Và các con kết luận cho mợ, kết luận là xong, được chưa? Đó, bây giờ đến phần kết luận là xong. Ok nhá. Bài này các con hiểu chưa? Nếu hiểu rồi thì comment ok cho mợ nhá. Để mợ chuyển sang bài tiếp theo nhá. Rồi ok. Rất tốt. Bài tiếp theo, bài số 5. Bài số 5, mợ tin chắc rằng là bài số 5 này rất nhiều bạn mong chờ hàng đêm đúng không nào? Đấy, bây giờ đến bài số 5 rồi. Team của mợ đâu rồi? Làm cho mợ bài số 5 nhá. Được chưa nào? Có vẻ là nếu mà livestream mà không có mặt thì có khi lại nhiều mắt hơn đúng không? Có khi lại nhiều mắt hơn. Như vậy thì hay là mợ 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 ẩn cái mặt
ẩn cái căng mặt đi thì có khi lại nhiều mắt hơn các con ạ. Mở ẩn nhá, mở ẩn căng mặt nhá. Đấy, ẩn căng mặt đi thì compa bị gãy mất rồi. Ôi trời ơi, mua ngay cái mới mình cứ chung nhá. Mua ngay cái mới nhá. Phú thị vui mong chờ lắm ấy ạ. Kéo đề xuống ít cô. À, bên trên là nó bị dính cái chữ trực tiếp đúng không? Rồi ok, kéo đề xuống một tí. Được chưa nào? Đấy, rồi ok. Con không có compa. Thế thì phải mua ngay thôi, sắp thi rồi. Cẩn thận nhá con nhá. Đừng để đến lúc đi thi lại thiếu compa. Rồi ok, bây giờ mợ sẽ vẽ đề luôn cho các con nhá. Vẽ đề luôn nào. Cho đường tròn O bán kính R. Lấy A cách O một khoảng bằng 2R. Ồ, như vậy thì mợ có hình như sau. Mua compa xịn xịn một tí các con nhá. Chúng ta mua compa xịn một tí. Đây, chiếc compa thần thánh của mợ đây. Được chưa? Vừa có màu đen hợp phong cách. Được chưa nào? Vừa có style luôn. Phong cách luôn. Đấy. Rồi ok, tiếp theo. Lấy điểm A cách O. Đây là điểm O này. A cách O một khoảng 2R. Như vậy thì mợ sẽ lấy về phía đằng này đi. Đây là R này. Như vậy A của mợ sẽ ở khoảng đằng này. Đây chính là A. Và cái đoạn này bằng đoạn này. Và đây chính là A. Được chưa nào? Cách O một khoảng bằng 2R mà. Đấy, rồi. Kẻ tiếp tuyến AB và AC. À, cái bài này là bài điển hình rồi các con ạ. À, bài điển hình. Chết rồi. Thôi chúng ta hãy tưởng tượng đây là một một tiếp tuyến nhá. Được chưa? Đây, tưởng tượng đây là một tiếp tuyến nhá. Đây là AB này. Đây là C, mợ vẽ bị lỗi quá rồi. Đây, cho cái chỗ này to to lên một tí cho tự tưởng tượng. Đấy, thế là chúng ta gắn lại với nhau. Chưa nào? Các tiếp tuyến AB và AC với đường tròn O, B và C là tiếp điểm. Rồi, ok. Đoạn thẳng OA cắt đường tròn O tại Y. Đoạn thẳng OA, OA đây, cắt đường tròn O tại Y. Như vậy điểm này là điểm Y. Đấy. Đường thẳng qua O và vuông góc với OB cắt AC tại K. Đường thẳng qua O này. Được chưa nào? Vuông góc với OB, chúng ta vẽ OB vào. Đường thẳng qua O, vuông góc với OB. Để vuông góc với OB thì cái đường thẳng của chúng ta phải có phương như thế này. Nó phải nằm như thế này được chưa? Đấy, thì mở vẽ vào. Đấy, đây là đường thẳng đi qua O, vuông góc với OB. Đấy, được chưa? Cắt AC tại tại K. Cắt AC tại K. Đây là điểm K của mợ. Rồi, ok. Chứng minh tam giác AOK cân tại A. Ố. Chứng minh tam giác AOK phải cân tại K mới hợp lý chứ nhỉ? Đúng không? Thôi thử xem nào. Các con cứ thử xem là nó thế nào. Được chưa? Cứ thử xem là như thế nào. Khả năng cao là cân tại K đấy, không phải cân tại A đâu. Cân tại K các con nhé, cân tại K. Đấy, cân tại K nhé. Nói chung là nó cứ là tam giác cân đã. Và ý B là đường thẳng KI cắt AB tại M. Tí nữa mợ sẽ vẽ sau cái đoạn ý B. Bây giờ để ý A xong đã nào. Xem là có bạn nào làm được ý A không? Comment cho mợ nhá. Ý A nào các con. Comment ý A nhá. Ý A xem nào. Bạn này hơi khoai nhá. Đọc lại đề check thử xem là mình làm ok chưa nhá. Đọc lại đề xem nào. Đường tròn O lấy A cách O một khoảng bằng 2R. Rồi này, kẻ các tiếp tuyến AB, AC này. Đoạn thẳng OA, OA cắt đường tròn O tại Y. Đây là điểm Y, chính xác. Được chưa? Rồi ok. Đường thẳng qua O và vuông góc với OB. Đường thẳng qua O đây. Vuông góc với OB. Đúng rồi. Được chưa?
cắt AC tại K, cắt AC đây, cắt AC đây, tại K đây, và khả năng cao là nó cân tại kéo BO, cắt AC cân tại A. Sao cân tại K, à, sao tại cân tại A được nhỉ? Ừ, khả năng cao, nếu cũng có thể là khả năng cao là mà hình của mợ là nó đang nó đang không được chuẩn cho lắm, bởi vì là mợ đã vẽ sai cái chỗ này này, nó cách xa quá, nó không phải là tiếp tuyến. Ok, fine, không vấn đề gì cả. Rồi, ok, bây giờ mình cứ chứng minh nó cân đã, được chưa? Chúng ta chứng minh nó cân nhá. Bao nhiêu bạn ra chứng minh được là tam giác OKA là tam giác cân tại A? Chưa? Lưu ý chỗ này này các con ơi, các con đọc cho mợ chỗ này nhá. Đường thẳng qua O và vuông góc với OB. Cái đường thẳng qua O vuông góc với OB mới cắt AC tại K, chứ không phải là BO cắt AC tại K nhá. Các con đọc kỹ đề nhá, chứ không phải chúng ta kéo dài OB cắt AC tại K đâu, chúng ta không kéo dài đoạn này đâu. Mà cái đường thẳng vuông góc với OB cơ, tại O này này thì mới cắt AC tại K, lưu ý là như vậy nhá. Đấy, chứ không phải là OB cắt kéo dài cắt AC tại K đâu. Ok chưa? Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta chứng minh tam giác OKA cân. Mợ sẽ vẽ lại một cái hình khác thật là đẹp bằng thước ở bên ngoài, các con suy nghĩ giúp mợ nhá. Suy nghĩ trước giúp mợ nha. Bây giờ mợ sẽ vẽ một hình khác thật là đẹp ở bên ngoài. Xem là thế nào, trời ạ. Cái chỗ kia là mình vẽ nó hơi bị xấu quá nên là thành ra là hình nó không được dễ nhìn. Bây giờ mình phải vẽ lại. Vẽ lại thì khả năng cao sẽ dễ nhìn hơn. Đấy. Đây, cái hình mẫu vẽ lại rồi đây này. A này. Bây giờ dùng thước để vẽ cho nó chính xác 100% luôn này này. Đấy, Nguyễn Tuấn tam giác. Đấy, chứng minh Ngân Lê chứng minh tam giác OAK cân tại K mà. Trời ơi, Nguyễn Thị Minh Thư, con đọc kỹ đề cái cho mợ cái câu này này, cái câu này nhá. Đường thẳng qua O và vuông góc với OB. Cắt cái anh này mới cắt AC tại K, tức là cái đường thẳng mà đi qua O, được chưa? Đấy, vuông góc với OB. Được chưa? Chứ không phải là kéo dài BO cắt AC đâu. Con đọc kỹ đề Nguyễn Thị Minh Thư nhá, con lưu ý giúp mợ nha. Đấy. Bây giờ mợ phải vẽ lại một cái hình ở bên dưới này cho nó thật chuẩn luôn, chuẩn 100% luôn. Đường thẳng qua O, bút đầu. Đường thẳng qua O, vuông góc với OB. Đây này, các con lưu ý là đường thẳng qua O nhá. Đây là B của mình này, C này, đường thẳng qua O, vuông góc với OB thì nó phải có phương như thế này thì nó mới vuông góc được với OB. Và kéo dài nó ra thì sẽ cắt AC tại K, và đây chính là K. Đúng rồi, và đề bài chứng minh là tam giác OKA cân tại K con nhá. Cân tại K chứ không phải là cân tại A đâu. Được chưa? Đây là điểm Y của mợ. Đấy, đúng rồi, chính xác. Được chưa nào? Chỗ này góc vuông. Đấy. Rồi ok, và chứng minh tam giác OAK vuông tại K. Đấy, vuông tại K nhá. Ý A này. Chứng minh tam giác OAK vuông tại K. À, cân tại K, sorry. Cân tại K. Đấy. Và bước đầu tiên các con làm gì nhỉ? Chứng minh tam giác OK, OKI và tam giác AIK bằng nhau nên suy ra OK bằng AK nên tam giác cân. Ok. Ủa, làm sao mà chứng minh nó bằng nhau được con? Chưa chứng minh được đúng không? Hai cạnh bên là tiếp tuyến thì lúc đó Rồi ok, con lưu ý như sau này. Lưu ý nhá, mợ sẽ chứng minh được, mợ sẽ chứng minh góc A A1 bằng góc O1.
Chưa, mợ sẽ chứng minh góc A1 bằng góc O1 như sau. Chúng ta ký hiệu các góc vào cho mợ nhá. Đây là góc A1, góc A2, góc O2 ở đây. Được chưa nào? Được chưa? Mợ có A1 thì bằng A2. Đúng không? Mợ có góc A1 bằng A2 theo tính chất tiếp tuyến nhá. AC với AB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A nên chúng ta có A1 bằng A2. Được chưa nào? Đấy, mà chúng ta có là gì nhỉ? Ở đây chúng ta có điều như sau này, O1 cộng O2 bằng 90 độ. Được chưa nào? Mà chúng ta cũng có, đây chúng ta sẽ cho hai này bằng nhau, bởi vì sao? O2 sẽ bằng O1. Bởi vì sao đây? Bởi vì là O1 cộng O2 bằng 90 độ nhá, mà A2 cộng O2 cũng bằng 90 độ. Từ đó suy ra A2 sẽ bằng O1. A2 sẽ bằng O1 mà A2 bằng A1 nên suy ra A1 bằng O1. Được chưa nào? Chúng ta sử dụng cái này nhá. Lưu ý lại như sau này, mợ nhắc lại thật là chậm cho các con nhìn nhá. Chúng ta có O1 cộng O2 bằng 90 độ. Ok chưa? Bởi vì cái góc này là góc vuông. Góc này góc vuông này. Bởi vì BO vuông góc với lại OK này, giả thiết cho này. Nên chúng ta có O1 cộng O2 bằng 90 độ. Được chưa nào? Tam giác ABO vuông nên chúng ta có A2 cộng O2 cũng bằng 90 độ. Cả hai anh cùng phụ với góc A2, O2. Cả góc O1 và A2 đều phụ với góc O2 nên chúng ta có O1 bằng A2. Từ đó suy ra A2 bằng A1, O1 lại bằng A2 nên mợ suy ra được là O1 bằng A1. Từ đó suy ra tam giác OAK cân tại K nhá. Đan nhá. Được chưa nào? Đan cái phần này nhá. Mợ sẽ trình bày ra đây cho các con nhá. Đây. Ý A này. Được chưa? Ý A mợ có như sau. Ý A mợ có do AB và AC là tiếp tuyến. Từ đó suy ra cho mợ góc A1 bằng góc A2 bằng ngoặc tính chất đấy của hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm. Được chưa nào? Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau tại một điểm. Tiếp theo này. Đấy, tiếp theo ta có đây là 1, đây là 2, 1. Được chưa nào? Do BO vuông góc với KO. Từ đó suy ra góc O1 cộng O2 bằng 90 độ. Mà tam giác ABO vuông tại B mở ngoặc do AB là tiếp tuyến. Từ đó suy ra góc A2 cộng O2 cũng bằng 90 độ từ 1, từ 2. Từ 1, 2. Các con suy ra cho mợ là O1 bằng A2. Nhá, mở ngoặc cùng phụ với O2. Được chưa nào? Đấy. Và từ đó suy ra O1 bằng A1. Được chưa? Mở ngoặc cùng bằng góc A2. Đấy. Và kết luận cho mợ đó là suy ra tam giác OAK cân tại K. Được chưa nào? Nguyễn Thị Minh Thư đâu rồi? Con cẩn thận giúp mợ nhá. Ok chưa nào? Đấy. Lưu ý cái phần này giúp mợ nha. Được chưa? Như vậy là ý A của chúng ta là ok rồi nhá. Những bạn nào mà gặp dạng này mà hơi bị rối hoặc là hình mà không vẽ được thì nhớ cho mợ là đọc kỹ đề. Ở cái câu chốt cuối cùng này có rất nhiều bạn bị confuse, có rất rất nhiều bạn bị nhầm ở cái phần này đó. Được chưa? Chúng ta thật là kỹ giúp mợ và nhớ rằng là cái bài này là mợ thú y đã dạy chúng ta rồi. Được chưa nào? Bài này mợ thú y dạy chúng ta rồi nên chúng ta chắc chắn phải làm được. Đúng không? Bài này khá là hay. Nhìn dễ thế thôi nhưng khá là hay về cái việc vẽ hình nhá. Đó.
Nói thế thôi, bởi vì khi mà chúng ta làm việc ở nhà thì bao giờ là nó cũng sẽ bao giờ nó cũng có tâm lý thoải mái hơn khi chúng ta trong phòng thi. Hãy đặt tâm lý trong phòng thi đi. Khi mà gặp cái dạng toán này là chúng ta đang không biết, nếu với tâm lý trong phòng thi nhá, là các con sẽ bị gặp rắc rối với cái câu chốt cuối cùng này đấy. Vẽ được cái đường ô ca này. Cẩn thận, được chưa à? Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đến ý B nào. Ý B. Đường thẳng KI cắt AB tại M. KI này, cắt AB tại M mà kéo lên. Đây là điểm M. Nhắc trước đó là hình của mờ mờ vẽ hoàn toàn bằng tay, nên là nếu như mà nó đang hơi khó nhìn và chưa chuẩn xác một tí thì các con tưởng tượng giúp mờ nhá. Ở nhà thì chúng ta dùng thước vẽ giúp mờ đấy, được chưa? Rồi, chứng minh KM là tiếp tuyến của đường tròn O. À, chứng minh KM là tiếp tuyến của đường tròn O. Nào, 500 anh em của mợ đâu rồi? Comment đáp án giúp mợ để mợ xem nào, trình bày như thế nào nào. 500 anh em đâu rồi? Share giúp mợ nhá. Hãy share thật nhiều cho mợ, bởi vì là mỗi lượt share của các con thì bằng tình yêu thương của chúng ta dành cho mợ. Và đây là livestream free, các con không mất một các con sẽ không bị mất cái gì mà chúng ta còn được thêm kiến thức. Vì vậy nên là share thật nhiều giúp mợ nha, để mợ thấy được là à các con đang ủng hộ mợ thì mợ sẽ livestream thật là nhiều giúp các con, được chưa? Đấy. Giống như việc mà mợ đã làm gần đây rất là nhiều, livestream rất là nhiều. Được chưa? Rồi ok. Ý B nào, chứng minh ý B. Chứng minh KM là tiếp tuyến của gì nhá? Của gì chúng ta cũng cần phải quan tâm, của đường tròn O. À, cái câu này nói lên tất cả, tức là chúng ta phải chứng minh được KM vuông góc với bán kính của đường tròn O, đúng không nào? Đúng không? Như vậy thì bán kính của đường tròn O là cái đường nào? Hay nói cách khác là chúng ta cần chứng minh KM vuông góc với cái đường thẳng nào mà các con đang nhìn thấy trên hình đây? Vuông góc với đường thẳng nào nhỉ? Ấy, mợ cảm ơn Ngân Quách này, Huỳnh Quốc Trung, Ngọc Anh. Rồi ok, rất tốt. Rồi mợ đã nhìn được thấy số số liệu thống kê của Huỳnh Quốc Trung rồi, 209 lượt share. Wow, cố gắng nha, cố gắng nha, chúng ta cùng cố gắng. Rồi ok, Ngọc Anh rất tốt. Ngân Quách ok. Rồi chúng ta chứng minh KM vuông góc với AO. Bởi vì chúng ta nhìn thấy trên hình mà, đúng không? Đấy. Cái anh mà nhìn thấy cần chứng minh dễ nhất thì nó chính là anh KO. Vậy bây giờ làm sao để chứng minh KM vuông góc với AO đây? Nào, lý luận kiểu gì bây giờ? Lý luận kiểu gì bây giờ? Đấy. Thực ra không hề khó nhá, nếu mà bạn nào biết cách là liên kết với câu A nhá, được chưa, thì mọi việc của chúng ta trở nên rất dễ dàng. Đây, liên kết với câu A thì mọi việc của chúng ta trở nên rất là dễ dàng luôn. Các con ơi, câu A chúng ta có gì? Câu A chúng ta có gì? Và tại sao mà mợ lại nói là như thế? Rồi ok, rất chính xác, rất tốt. Ngọc Anh, tam giác ABC cân nên đường trung tuyến cũng đồng thời là đường cao nên KM vuông góc. Đó, được chưa? Đấy, rất chính xác. Câu A chúng ta có tam giác A O K cân tại K. Được chưa? Do câu A có điều này, do đấy, KM là đường trung tuyến của tam giác cân AOK, nên là dựa đây cái lý do thì ở đây mà dựa vào điều này mà suy ra được KM vuông góc với AO. Bởi vì sao? Bởi vì là tam giác AOK cân tại K này, câu A chứng minh rồi nhá, có KM hay là KI thì đều là như nhau. KM là đường trung tuyến của tam giác cân AOK nên nó cũng đồng thời là đường cao. Từ đó suy ra được KM vuông góc với AO, và từ đó suy ra mà AO là bán kính OI nhá. OI hoặc là OI. Hoặc OI hoặc
chứng minh KM vuông góc với OI nó đương như nhau, mà OI là bán kính, từ đó suy ra được là KM là tiếp tuyến của đường tròn O. Đơn giản luôn. Trời ơi, cái đề này quá dễ luôn các con ơi. Trời ơi, một con đề dễ ăn luôn ấy. Cực kỳ dễ ăn, nhưng mà từ từ để mở xem là chúng ta còn bài nào nữa không nhá. Đấy. Câu B, đây, câu B nó như thế này, câu A nó như thế này. Được chưa? Có dễ hiểu không? Nếu như dễ hiểu rồi thì thả cho mợ 1.000 tin nào. Được chưa? Nếu như dễ hiểu rồi thì thả cho mợ 1.000 tin nhá. Được chưa nào? Rồi, ok. Rất tốt, comment thật nhiều, ok nhá. Rồi, hóa ra là đề này nó chỉ dừng thế này thôi các con ạ. 6 điểm này. 6 cộng với 4 là 10 rồi. Đề 2 nó chỉ dừng thế này thôi. Trời ơi, đề này quá dễ luôn. Ok, như vậy thì mở đầu trong cái công cuộc ôn tập đề của chúng ta thì chúng ta ôn tập một con đề này dễ dễ thế này thôi nhá. Đây các con nhìn là full đề của mợ này. Đây là full đề của mợ. Một con đề thì vừa dễ thôi, vừa sức của chúng ta. Rồi ok, hứa hẹn ngày mai sẽ là một đề mắc khó. Vì vậy nên là 20 giờ tối ngày mai nhá. 20 giờ tối mai, tối Noel luôn. Tối Noel luôn. Trời ơi, để làm sao phản đêm cho những đứa nào mà đi chơi với gấu thì tối mai mợ chữa một con đề cực kỳ hay luôn. Được chưa nào? Tối mai mợ chữa một con đề cực kỳ hay luôn. Những đứa nào mà đi chơi chọn người yêu chứ không chọn mợ thì các con đã bị phí mất một cơ hội làm đề cực hay. Tối mai mợ sẽ chữa full một đề luôn. Tức là chúng ta sẽ chữa trong thời gian là hơn một tiếng. Đấy. Chúng ta sẽ chữa trong thời gian hơn một tiếng để phản đêm lại cho những đứa mà đi chơi với gấu chứ không học bài. Được chưa nào? Rồi ok. Như vậy thì buổi livestream ngày hôm nay mở đầu thế này thôi. Đơn giản, dễ, nhưng mà đừng bị chủ quan nhá. Đừng chủ quan. Được chưa nào? Rồi ok. Ngày mai chúng ta gặp lại với nhau vào 20 giờ tối ngày mai nhá. Tối mai thì mợ sẽ không có ca dạy trước đó. Vì vậy nên là mợ sẽ vào đúng giờ với các con. Được chưa nào? Mợ hy sinh tối Noel vì các con. Vì vậy nên là mợ mong rằng tối mai tất cả 100% tất cả các bạn đều có mặt. Có mặt trong tối nay thì sẽ có mặt trong tối ngày mai và share thật nhiều cho mợ nhá. Share thật nhiều để phản đêm cho những đứa có gấu. Trời ơi trời lạnh như này mà đi chơi với gấu Noel làm gì? Tập trung để ôn thi học kỳ 1 đi chứ còn gì nữa đúng không nào? Ok. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả con trong buổi ngày mai nhá. Bye bye. Ngày mai nhá. Bye bye.